Hi nha các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mà cách mà mình đã kiếm đồ truyền thuyết trong hang vực như thế nào. Thì bút đồ hang vực thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nghĩa là khi mà các bạn đi nhiều quá thì bạn sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định để mà các bạn có thể dễ dàng mà tìm ra được những cái món đồ mà các bạn muốn tìm ở hang vực này. Giới thiệu một chút về hang vực vô chủ là cái nơi mà chúng ta sẽ kiếm đồ truyền thuyết, gần như là rất là nhiều những món đồ mà các bạn sẽ dùng, các bạn sẽ cần nó là được nằm trong này. Thì ngày nay mình sẽ giới thiệu nhanh hơn các bạn, bởi vì trong trong bang mình nó cũng rất là nhiều người hỏi mình về cái cách mà mình kiếm đồ như thế nào. Ví dụ như mình giới thiệu server mình là server 164, cũng ra được hơn tháng rồi, thì các bạn nhìn thấy đồ mình gần như là cắn hết luôn rồi à, thiệt sự. Tại sao cái áo này nó các bạn hỏi là không không lên cánh đó, là tại vì thật sự là mình đủ rồi, nhưng mà cái này mua được để mình không có farm chi nó cho nó tốn đá chứ. Qua tháng, ngày hôm nay là ngày 28 tháng 4, ngày đúng rồi 29 tháng 4 thì mình đã đủ rồi. Đây mình đã có hai cái là mình đợi qua tháng mới mình mua luôn, thì mình úp cánh luôn nên mình không có farm nữa, farm nhiều mệt các bạn, biến lắm thiệt mà dã man. Nhưng mà đi nhiều rồi, có những cái kinh nghiệm rồi, ok ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô hang vực luôn nha các bạn. Ok, thì có những cái mà các bạn cần chú ý nè. Các bạn hỏi là có một câu hỏi rất là thường xuyên là cái cây nỏ lửa kiếm ở đâu, món này kiếm ở tầng nào. Thì dễ ra mình xin lỗi các bạn luôn, không có tầng nào gọi là cái tầng, gọi là cái tầng dễ ra hết. Tầng con số 300, 200 thì nó có, còn trong hang vực không có cái tầng nào gọi là tầng dễ ra luôn, thề luôn các bạn luôn. Thì ok, có những cái móc tầng á, muốn biết cái tầng đó nó ra cái gì á, thì các bạn để ý cái list ở đây nè, đây 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 đó, thì các bạn sẽ biết là nó sẽ ra được những cái món, nếu mà có đồ truyền thuyết nó sẽ ra được món gì. Nhưng mà sẽ có những cái mốc mà các bạn cần phải chú ý, đó là mốc 91. Muốn coi đồ tầng nào thì các bạn cứ vô tầng đó thôi, mốc 91 gần như những đồ đồ cấp thấp đó mà ngon á, đồ cấp thấp ngon thì nó sẽ rớt ở đây, dạng như là khí phá rồi dòng nguyên tố nè, dòng nguyên tố nè đó. Nhưng mà nó sẽ không có những cái món VIP nhiều mà các bạn cần. Ví dụ sau đó là cái tầng các bạn cần chú ý nữa là cái tầng 121. Cái tầng 121 bắt đầu nè, bắt đầu từ cái tầng này trở lên nè, các bạn nhìn thấy nè đó, nó ít món hơn nhưng đồ nó xịn hơn. Nhưng mà quan trọng là có được đồ các bạn cần hay không, chứ còn xịn hơn không xịn thì nó chỉ khái niệm thôi. Ok, từ 121 trở lên á thì nó là như nhau, nhưng mà các bạn cần biết là tầng càng cao thì cái tỷ lệ phần trăm, các bạn thấy con số đây không đó, tầng càng cao thì cái con số này nó càng cao. Từ 121 trở lên là như nhau nha, đồ ra như nhau nhưng mà tỷ lệ phần trăm nó rớt đồ truyền thuyết khác nhau. Thí dụ như cái này tầng 121 nhưng mà các bạn lên tầng 300 nè, các bạn để ý là con số 548 nha, tầng 300 thì nó tỷ lệ rớt nó nhiều hơn, cao hơn, cao hơn, nó lên đến 7%. Con số này quan trọng các bạn, cực kỳ quan trọng luôn các bạn, tầng càng cao càng dễ rớt đồ, mình đi nhiều rồi dám cam đoan với các bạn luôn. Nhưng tại sao mà mấy hạt lớn nó đi tầng cao để nó kiếm đồ là vậy, còn nó đi tầng thấp á là tại vì chỉ có những cái tầng đó mới rớt cái đồ đó thôi. Đó, còn đồ gì các bạn tự biết. Rồi ok, đó là những cái nguyên tố cơ bản để nó ảnh hưởng phần lớn đến cái việc ra đồ về cái số tầng nha. Sau đó các bạn cần chú ý một chuyện nữa là cái lượt khiêu chiến, có nghĩa là ví dụ như mình đây là khiêu chiến trong 15 lần chắc chắn sẽ rớt trang bị truyền thuyết, nhưng không phải lần nào cũng được. Các bạn muốn mà đi lần nào cũng được thì các bạn phải đánh 14 lần nữa để cho cái lần thứ 15 á, thì các bạn đánh là chắc chắn nó ra đồ truyền thuyết thì ai cũng biết rồi đúng không? Vậy thì cái gì sẽ giúp cho các bạn kiếm được đồ truyền thuyết mà nó không phải đi đến tận mà kiểu như 29 lần rồi thì mới được món, thì chừng nào mới đủ tết thì ok. Thì khi mà cái mẹo của mình á, cái mẹo mình ở đây á, là mình chỉ giúp bạn ngay từ cái lúc mà mình mới mở server ra mình đi kiếm đồ truyền thuyết luôn nha, chứ không phải là đến bây giờ mình full cánh mình mới nói. Thì khi mà mới mới vào server chơi á, thì đồ các bạn gần như là thiếu rất là nhiều món, thiếu cánh, thiếu sao, thiếu đồ truyền thuyết từ từ lưa, có nghĩa là bạn cần thời điểm đó các bạn cần rất rất là nhiều. Thì cái lượt khiêu chiến nè, thời điểm đó mình xuyên đến mức mà mình chỉ đi có 5 lần thôi đó, nghĩa là nó khoảng tầm mà còn 25 lần nữa, 25 lần chắc chắn rớt đồ truyền thuyết là mình đã bắt đầu mình dừng ở đó rồi, bắt đầu là mình đi kiếm đồ truyền thuyết rồi. Còn kiếm sao thì chút nữa mình sẽ chỉ các bạn liền. Để làm chi, mục đích là làm gì, đá hoang vực không có nhiều đúng không, các bạn có thể mua ở gói ngày. Đây cái gói ngày là gói này,
Hồi đó là mới ra server là mình mua full, một ngày mua full luôn. Đây là cái gói ngày nè. Thì cái gói ngày này khi các bạn mua á sẽ được 3 lần. Lần một gói của nó là được được 3 viên thì các bạn mua được 9 lần. Đó là gói ngày nha. Muốn nhiều nữa, các bạn vô đây bạn mua bằng kim cương. Đó. Bạn mua bằng kim cương. Hiểu không? Nghĩa là các bạn đã mua nè, một ngày mua được 7 lần nè. Bạn đã mua 2 rồi nè, còn 5 lần thì các bạn được 16 lần. 16 lần nếu mà mua mát nha các bạn. Còn cũng có thể nữa là các bạn treo máy. Treo máy hoặc là treo máy á thì cũng được ngày cái cục chắc cũng được cục hai cục. Rồi, còn cái nữa là nó trong cái nhiệm vụ á. Đó, thì nó cũng có được cho các bạn. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ quay lại, đó là những cái mà các bạn có thể tích đá hàng vực các bạn đi. Rồi cái lông cừu vàng nó cũng tăng cái phần trăm nữa, nhưng phần trăm nó không nhiều đâu các bạn. Đi hàng vực này á chủ yếu là lì thôi. Thực sự luôn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi với bạn coi, ví dụ như mình lực chiến mình nó khoảng tầm như đây đi. Đây. Đồ là cắn đó các bạn. Tung bay. Thì mình sẽ đi tầng 220. Sẽ đi cho các bạn coi thôi. Đó thì mình đi bằng giả lập. Đó. Cái này là mình còn 15 lần nữa chắc chắn ra đồ truyền huyết nha. Thì các bạn để ý bên tay phải mình nè. Các bạn để ý bên tay phải mình nó có một cái bảng wifi. Bởi vì máy xịn mà mình có wifi mà, wifi mà. Nên là mình dùng nó để tắt mở wifi cho nó nhanh. Còn nếu mà các bạn nào dùng iPhone á, thì các bạn kéo xuống, tại vì hôm nay mình phải ghi hình lại á, nên là mình dùng cái này cho nó gọn các bạn. Đó. Đó. Thì các bạn vô đây, bạn nhấn vô tự động mở nè, là nó sẽ tự động đánh luôn, nó sẽ tự động đánh đến cái chỗ cuối cùng luôn. Cuối tầng này luôn. Thì mình làm trên PC nhiều nên là mình hay cái việc mình treo vậy nè. Cái màn hình phụ mình dùng để dùng làm việc, còn là chính mình là dùng để tối ưu việc chơi game. Đó, chẳng qua là cái làm việc của mình là một cái hình thức giải trí lành mạnh sau những mà cái giờ phút chơi game căng thẳng và mệt nhọc đó các bạn. Đó, kiểu vậy. Đó, thì các bạn chú ý cái chữ cái chỗ wifi này nha. Này đang ngon nè. Cho nhanh thôi nha. Thì mình biết là cũng có rất là nhiều clip nói về cái cách kiếm đồ truyền thuyết rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái clip nó tổng thể hơn, nó kiểu là nó sẽ có chút chắc có thêm một chút kinh nghiệm của mình khi mà mình đã đi hoang vực quá cũng khá là nhiều rồi, mà mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết á. Tại anh em trong ban mình hỏi mình nhiều quá à, kêu mình làm một cái clip full chỉ từ đầu đến cuối luôn đi, mà mình làm biến lắm. Có nghĩa là ai chỉ mà ai hỏi mình cái là mình cứ quay đúng cái chỗ đó mình đưa cho người ta coi không. Ai cũng hỏi hết, sức đầu chỉ các bạn làm luôn cái clip cho nhanh. Thì mình biết là cũng có nhiều thiếu sót đó, nhưng mà các bạn coi các bạn thấy cái gì hay thì các bạn cứ làm cứ tham khảo thôi. Còn nhiều bạn có cái mẹo hay hơn thì đó các bạn thấy nha. Rồi. Cái này mình pause game lại để mà các bạn có thể tiện quan sát thôi. Thì đến cái chỗ mà đánh boss nè các bạn thấy không? Mình bật vừa nãy bao. Không cần đánh con boss nó gần chết rồi các bạn mới tắt wifi làm gì hết đó. Vừa vô mà các bạn tắt luôn cũng được, bởi vì mình biết các bạn mà để boss gần chết là các bạn nhiều khi các bạn tắt không kịp đó là mất lục đá. Mà xui nữa là nếu mà nó ra đồ truyền thuyết mà các món mà bạn không cần là các bạn mất luôn. Thì nó rất là phí. Thì các bạn vừa vào game các bạn đã tắt được rồi. Vừa vào boss là các bạn tắt được rồi, nhưng mình rồi tắt wifi nha các bạn. Đó. Tắt. Rồi tiếp tục. Đây, các bạn đánh con boss chết luôn. Rồi, các bạn để ý nha. Nó Hello. What's up? Bây giờ nó không có ấy ta. Ok. Thì nó không có đồ truyền thuyết nên là nó không hiện gì hết. Đó, như các bạn thấy đó. Thấy không? Đó. Ok. Rồi mình thoát game nè. Đó, bắt đầu mình thoát game nè. Đó. Cái này là đang chỉ giả lập nha các bạn. Thì vô đi lại từ đầu. Đó. Mình còn vẫn còn 10 lượt đá nha. Không có mất nha. Đó. Các bạn thấy không? Giờ mình vẫn đi tầng 222 nè. Cho nó phong thủy hơn xíu coi biết chăng nó ra các bạn. Ok.
Đó, mình đi tầng 222 nè. Đó, đi. Ok, vô đánh tiếp nè. Đó, các bạn cứ để auto cho nó đánh thôi. Đánh đến con boss luôn các bạn. Có nghĩa là sao? Nếu như mà các bạn mà không tắt wifi á, thì chắc chắn cái lượt đó các bạn sẽ mất một đá và không có đồ truyền thuyết, đúng không? Còn mình khi mà mình tắt wifi, mình biết cái tool nó không có rồi thì mình đâu có mất đá đâu. Cái là nó lợi dụng cái sơ hở đó của game á, để mà các bạn đi các bạn ít tốn đá hơn. Đó. Về sơ cơ bản bút hàng vật kiếm đồ truyền thuyết là nó bút như vậy á các bạn. Bung như vậy á để các bạn kiếm đồ, chứ còn đánh mà hên xui để có đồ hoặc không có đồ thì các bạn tốn đá lắm, các bạn chịu không nổi đâu. Trời ơi, đi vậy thì một ngày được chắc không được món thầy, hên lắm mới được món hai món. Cái này là mình vừa chơi mình vừa test cho các bạn coi luôn nha. Thì ok các bạn nhìn nè, đó chuẩn bị đến tầng cuối cùng, chuẩn bị đến boss là mình tắt được rồi. Thời gian đầu kiếm hang vật này một ngày mà không biết mình đánh biết bao nhiêu trận luôn thầy, mà vui các bạn. À, chơi đánh mà kiếm nó ra được cái món mà mình cần, thích lắm, kiểu càng chơi càng ghiền. Hình như trong nguyên trong cái cụm mà 16x là như mình là người lên full cánh gần như là chắc. Nè các bạn thấy nè, chuẩn bị vô boss nè, này làm chậm lại xíu ha. Rồi vô nè, các bạn vô bot ra nhìn wifi này nha, đó nhìn wifi nè, tắt các bạn tắt luôn, các bạn vẫn để nó đánh luôn đó, không cần đợi bot gần chết. Rồi cái này mình sẽ để im để nói cho các bạn nghe nè, các bạn thấy á, nó không hiện lên cái gì ở đây màu cam á, có nghĩa là ở cái tool này nó không ra đồ truyền thuyết, các bạn hiểu ý không? Nếu mà có ra đồ truyền thuyết á, là nó sẽ hiện cái màu cam lên cho các bạn thấy luôn, bạn cứ yên tâm đó. Thì nếu mà nó không hiện cái gì màu cam hay là cái báo cái tên của cái đồ truyền thuyết đó là cái chắc chắn tool này không có, thì các bạn để mình làm nha, tại mình đang làm trên giả lập nha. Còn cái clip mà bằng iPhone mình sẽ làm sao nha, các bạn phát ra đó. Ok à, các bạn bắt đầu vô game lại nè. À, các bạn đi lại, bạn để ý không, vẫn 10 đá không có mất đá nha các bạn, vẫn 10 đá đó. Đó là cái cách mà người ta kiếm đồ truyền thuyết mà để đỡ tốn đá nhất trong hạng vực đó. Bây giờ mình sẽ đi thử một tool nữa coi có đồ không, để mình giới thiệu cái tool nó ra đồ cho các bạn coi chứ không gì hết đó. Hoặc là mình cứ để đó, mình vừa nói về hạng vực mình vừa đi với các bạn coi. Chờ mình xíu. Chắc cầm đi cho nhanh quá các bạn ha. Không, nó chậm quá. Để cho các bạn nhanh thấy đồ. Tại 15 lần là cũng là dễ ra lắm rồi. Chứ còn bình thường mà lúc mới server mới ra là mình làm có mình đi 25 lần là bắt đầu mình đi bút hang vật kiểu vậy rồi nè. Để mình kiếm đồ đỡ tốn đá, chứ đi đến 15 lần là tốn hết 15 viên rồi các bạn, chịu gì nói. Mới vô ngày được đó, một ngày max cùng lắm chắc được 17 18 viên chứ bao nhiêu. À, đi xuống 15 lần ngày chắc được món hai món. Ok. Thì đi cái này chủ yếu là thật ra thì nó cũng chả có cái gì gọi là ghê gớm đâu các bạn. Nhưng mà các bạn siêng đi, tại vì không phải là nó dễ ra đâu. Như nhau hết á. Các bạn bạn siêng đi thì bạn đi nhiều lần, bạn đi nhiều lần trong một ngày á thì cái khả năng mà cái tool nó có đồ chuyện, nó hên xui mà nó phần trăm mà. Các bạn để ý cái tỷ lệ phần trăm mà mình giới thiệu đầu game không, của mỗi tầng á, thì các bạn hên thì cái tool đó các bạn có, còn bạn không hên thì nó không có thôi, mà đi riết thì nó cũng ra. À chắc chắn mình làm nhiều rồi mình biết lì cái nào thì lì chứ nó cũng phải ra. Rồi cái này mình làm chậm đây này nha. Rồi này để tự động đánh đây nè. À vô bot rồi tắt wifi bình thường. Bây giờ các bạn tắt nè, mình để ý nè, bây giờ mình tắt nè. Đó không cần phải đánh boss gần chết mà cảm mới được tắt đâu. Rồi
Như các bạn thấy là tool này nè, nó rớt cục máu xanh ra không nè, nó không có cái đồ gì màu cam ở đây. Thì là tool này nó không có đồ truyền thuyết. Các bạn hiểu ý không? Chứ không phải là ủa đánh hoài nó không ra thì chắc chắn rồi. Lâu lâu nó mới ra một lần. Chứ đâu phải là cứ đánh là ra đâu. Đó, bắt đầu cái này là mình đang làm trên giả lập nha, các bạn để ý nha. Chứ không phải là trên điện thoại. Trên điện thoại thì các bước nó sẽ làm khác nhẹ một xíu, nhưng về nguyên tắc cơ bản nó là như vậy. Nhưng mà hôm nay mình làm trên giả lập thôi. Ok, tool đó không có, vô đi lại thôi. Các bạn đi nè, vẫn 10 đá. Đi ước cho nó ra tool đi cho các bạn thấy ha. Thấy để mà các bạn nhận biết đó, chứ không phải là nó gì hết. Ok mình sẽ giới thiệu sơ cái việc mà mình, nếu như mà có hoặc là không có đồ truyền thuyết thì làm sao để mình biết đó. Nghĩa là các bạn đánh các bạn thấy nó không có ra gì, các bạn đừng nghĩ là nó không ra. Như là cái tool đó nó không có, cái lần nó đi nó không có thì các bạn đi lại thôi, đi tool mới thôi, có gì đâu. Chứ nếu mà cái đồ truyền thuyết mà nó dễ ra như vậy thì mình nói thiệt giờ ai cũng full cánh rồi, chơi game còn gì hay nữa. Bởi vì mà mấy ông VIP, mấy ông chơi đồ vinh dự mà full đồ vinh dự á, mình đang xài đồ bộ phong trì, các bạn thấy không đó, cũng khỏe lắm. Quay hồ cái nó có, hoặc là mấy ổng nạp, mấy ổng mua đá để mà có sự kiện rèn á, thì mấy ổng rèn những cái món mà mấy ông thích. Còn mình thì mình chơi kiểu nhà nghèo thật sự luôn, thì mình sẽ đồ hoang vật có gì thì mình đi mình kiếm cái đó thôi các bạn. Tính ra mình đi gần hơn tháng là mình full cánh nha các bạn, hơn tháng, nó hơn tháng cũng hơi quá đáng, gần 2 tháng, gần thôi. Mà có những cái món rất là hiếm mà các bạn, kiểu sau này mình sẽ đưa bộ đồ mà các bạn, mình sẽ cho một ví dụ luôn để các bạn hiểu được tại sao cái những món đó mình dùng cái từ hiếm. Không phải là hiếm là vì nó không có trong hang vực để farm, mà nó rất là khó ra. Chứ còn về cái tool nó ra dạng như vòng vòng quay, mình đi nhiều mình bắn quá nhiều món mà nó là như nhau hết, không món nào khó, không món nào dễ hết. Các bạn thử lấy món đó một lần, nhiều khi đó, do các bạn không cần mà thấy nó ra hoài thôi, tại vì bạn lấy rồi, lấy cái món kia rồi. Chứ còn mình nói đã nằm trong đó là tỷ lệ ra nó là như nhau hết, thề luôn, dám chắc luôn đó. Kể cả vũ khí lẫn là giày dép mà áo mũ thì là như nhau hết, chẳng qua là các bạn lấy rồi. Nè, ra một cái đi cho các bạn thấy cho nó đồ truyền thuyết nó làm sao nè, nó hấp dẫn người xem nè. Rồi vô tắt đồ truyền thuyết không có không. Không có mẹ gì đó các bạn. Đó, nó đi lại đó. Đó là bắt đầu các bạn phải đi lại rồi đó. On mạng lên nha. Đó thì các bạn phải đi lại thôi. Thì hên á, mình nói thiệt nha, hên á thì đi vài lần là các bạn nói, nhiều khi á như các bạn mà đi không nhiều á, các bạn sẽ nói ôi hên quá, đi mấy lần là thấy ra rồi. À, mà tại vì nó không ra đồ mình cần, không có đâu các bạn. Các bạn đi mà một ngày các bạn đi vài trăm lần đi rồi các bạn sẽ hiểu là không có cái gì gọi là hên ở đây hết á. Thiệt, mình dùng từ vài trăm lần đó nha, chứ không phải là vài chục lần đâu nha. Có những cái ngày mà mình đi từ 7 giờ sáng, mình thề luôn, mình đi đến gần 12 giờ đêm mình test á. Tại vì mình đi mình kiếm đồ nữa mà, không có tiền thì mình bắt đầu mình phải dùng bằng sức đó. Nào rảnh rảnh là mình vừa, tại vì cái thời điểm đó là mình cũng ngồi trên PC, mình làm việc khá là nhiều. Nói đi là đi nhiều như vậy, nhưng mà chẳng qua là mình để auto đi thôi. Rồi làm việc mà căng quá là mình tắt game, chứ mình không có để game tùm lum. Thì ok, này là bang mình nữa các bạn, nói tiếng Anh không à. Tại bang này là bang mình giao lưu quốc tế, kiểu là mở rộng quan hệ. Mình cái bang chủ đề ra cái đạo luật là đa phần là phải nói bằng tiếng Anh chứ không có nói tiếng Việt được, để mà mình giao lưu, mình hội nhập đó các bạn. Hướng đến một cái gì đó nó tầm cỡ hơn, nó vĩ đại hơn, hiểu thế. Còn chẳng qua là mình chết mò. Ok mình thì full đồ, mình đi chẳng qua là mình đi với các bạn coi thôi, chỉ với mấy bạn nào mới biết chơi, người ta kiểu người ta muốn tìm hiểu này nọ kiếm đồ chơi thì anh em nó dễ dàng tiếp cận game này hơn. Chứ còn nữa để mà đi đá rồi hên xui ra đồ hoang vật thôi, chua lắm mày ơi.
có người đi mới đi hoài nó không ra luôn. Đã có đồ đi, có ra đồ cam đi rồi mình sẽ nói các bạn tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đi đồ hang vực luôn. Rồi tắt game rồi, tắt chỉ cần ra đồ cam thôi mình chỉ. Rồi đó cũng đâu ra đâu các bạn. Nhớ bật màn lại thì mình cứ đi cho nó ra thôi đi. Cái khúc mà nó không ra thì mình sẽ tua nhanh, tua nhanh về mình, tại đằng nào mình cũng dừng lại clip mà sẽ tua nhanh nha các bạn. Đôi khi các bạn vô các bạn cũng sẽ gặp lại con boss đó. Quốc kinh em sẽ bán dưa. Ai em đeo quan tâm. Đó, nói chuyện là phải nói bằng tiếng Anh các bạn. Đó. Chứ không có nói tiếng Việt được. Ban mình là ban quốc tế mà. Trời ơi. Tầm cỡ mà. Nói câu gì là phải có tiếng Anh giọng mới được. Trời ơi, ra đồ phải, ra đồ truyền thuyết đi để tôi giới thiệu cho anh em bạn bè có phải tôi nhanh. Mình đang chơi nổ lửa. Chúng mình sẽ giới thiệu full, tại vì đằng nào mình cũng sẽ có những cái món mà nó sẽ dính ở những cái tầng đặc biệt đó, rồi mình sẽ cho các bạn xem đồ và các bạn sẽ nói cho các bạn nghe cái cách mình kiếm những cái món đồ đó bằng cách nào. Xem different bao is in the... Nói chuyện tiếng Anh nè. Ai em đeo quan tâm. Trời ơi, nói chuyện tiếng Anh ghê quá. Hy vọng là nó sẽ ra đồ truyền thuyết các bạn. Đằng nào mình cũng ngồi dừng dẫn lại clip này mà. Đó thì thường mình sẽ làm việc, mình làm việc và mình chơi game. Nhưng cái này mình để auto, mình tắt tiếng luôn, mình treo nó auto, đến boss thì mình dừng lại. Nên là mình thời gian qua mình kiếm đồ hằng, kiếm đồ truyền thuyết trong hang vực thì cũng nhẹ nhàng. Sợ này, mình công việc của mình thì cũng ngồi PC khá là nhiều. Ai có thời gian thôi bạn ơi, chứ còn không có thời gian kiếm nổi đâu. Nhớ tắt mạng nha mấy ông. Rồi tắt mạng. Ra đồ không? Ra đồ thì lụm. Đó, ví dụ nè các bạn nè, đây là cái áo thành lũy nè. Ok, nếu mà nó có ra đồ á, là nó sẽ hiện như vậy các bạn. Bạn thấy không? Nhưng mà tháng sau là mình mua được rồi, mình đâu có cần phải lấy gì. Ok, bây giờ mình sẽ ao ra. À, quên, nếu mà mình quên đánh luôn cho các bạn coi lấy đồ sao đúng không? Đó, thì nếu mà nó có ra đồ thì nó sẽ như vậy đó các bạn, chắc chắn luôn. Anh Phú ơi, đó thì về cơ bản đúc đồ truyền thuyết nó là như vậy. Còn cái chỗ mới nãy á, mà các bạn nào muốn nhận đồ á, là khi mà nó vừa rớt cái áo thành lũy, các bạn để ý cái khúc mà nó vừa rớt cái áo thành lũy ra là các bạn on wifi lên, on wifi để nhận thông tin lại á, là các bạn sẽ nhận được cái món đồ truyền thuyết đó. Có nghĩa là sao? Ở cách lấy đồ truyền thuyết này á, thì nó sẽ cho bạn biết là ở tool đó nó rớt cái món gì và cái món đó mình có cần lấy hay không. Ví dụ như là nó không phải là cái áo thành lũy mà nó là cái áo gì đó đi, vậy như áo chống nổ hay gì, lộn, như là những cái áo vậy như mình không cần đi đó, kiểu vậy, thì mình có nên lấy không? Lấy chi các bạn, bỏ luôn, đánh qua tool khác như mình vậy nè, đâu mất đá đâu. Đó, nó vừa mới rớt cái thành lũy bất tận á, các bạn thấy không? Tại vì tháng sau mình mua rồi nên mình không có lấy. Để lấy chi các bạn, phí đá. Để mình, thật ra mình đang farm chơi chơi các bạn coi thôi chứ lấy làm gì đâu. Đó, tại vì mình để đá đó để mình làm cái clip về điện thoại nữa. Tại vì cái này đang hướng dẫn trên Lunchack thôi, đang giả lập thôi. Đó, thì về cơ bản bút đồ truyền thuyết trong hang vực đó là như vậy. Cái thứ nhất nó tiện lợi chỗ là các bạn có đồ truyền thuyết mà các bạn lựa được cái món nó là cái gì nữa. Đôi khi nó rớt ra mà nó không phải là món mình cần thì sao, đúng không? Thì ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn tiết kiệm đá hơn cho cái quá trình mà đi kiếm đồ hoàng quật, đúng không?
các bạn đánh cứ đến 25 lần. Nghĩa là đánh 5 lần là nó còn 25 á. Thì các bạn đi đi như mình vậy nè, các bạn rất là tiết kiệm được đá. Mà cực lắm nha, đó là mình nói trước. Đó mình đánh vài lần là ra, ví dụ như đến đây tắt. Đó. Thì á có đồ thì mình nhận, có đúng đồ thì mình nhận, không đúng đồ thì mình out. Easy. Đó các bạn thấy không? Đơn giản không? Thì đó cũng nói về cơ bản về đồ truyền thuyết trong hang vật rớt cái gì, cách đánh ra sao, cách đi như thế nào, số tầng, rồi số lần quét. Số lần quét là này nè các bạn, như nãy mình nói các bạn á, số lần quét ta gọi vậy. Thì nếu mà đánh ra, nếu mà các bạn đi giả lập á, nếu mà đánh ra đồ truyền thuyết á, các bạn cứ on wifi lên, nghĩa là các bạn cái lúc mà nó rớt đồ truyền thuyết ra, các bạn phải nhìn cho nhanh nó rớt cái gì. Ví dụ như ủng khúc xạ, thành lũy bất tận là những cái món mình cần, on wifi lên là các bạn lấy được chắc chắn luôn. Còn giả sử như các bạn lúc đó mà các bạn đang trong đây trong game này nè, các bạn đang tắt đúng không, mà các bạn sợ bị mít á, các bạn sợ bị mít bởi cái wifi á, thì các bạn lấy cái điện thoại các bạn vô thì nó cũng sẽ kêu các bạn là có tiếp tục trận đấu không, là nó sẽ tiếp tục cái trận đấu dở này, thì các bạn có thể lấy bằng điện thoại luôn. Còn mình là tại vì mình bút hang vật nhiều quá rồi, nên là nó mà rớt đồ truyền thuyết, mình rớt đồ truyền thuyết là mình biết nó rớt cái gì luôn, là mình on wifi đây là mình lượm liền à, chứ không để miss cái món đồ truyền thuyết đó. Bởi vì miss cái món đó mà các bạn mà đi lại bạn kiếm được món đó, trời ơi má ơi, tao nói chua. Thì ok, đó là những cái kinh nghiệm cơ bản để mà các bạn có thể kiếm được đồ truyền thuyết cho hang vật, tiết kiệm đá, chủ động được món nào. Thì sau đây các bạn coi nè, nhưng sẽ có những cái món nó buộc các bạn kiếm ở những cái tầng rất là chó gặp. Mình ví dụ đầu tiên là cái chúa tể nguyên tố lửa này, các bạn để ý nha. Thí dụ như chúa tể nguyên tố lửa này các bạn sẽ có thể kiếm được ở tầng thứ 91 trở xuống. Đây có những cái đồ nó đặc biệt đó các bạn. Các bạn nhìn nha. Tại sao mình phải giới thiệu về cái số tầng đó trước đã? Đó. Đó. Thí dụ như các bạn kiếm mấy cái dòng nguyên tố này đi, thì các bạn phải kiếm ở cái dòng 91 trở xuống. Đúng không? Này tại vì 92 trở lên nó không còn. À nó à 121 trở xuống, nhầm. Cái chuyện riết ngáo luôn. Nè, 120 nè. Thì 120 trở xuống mới có nha các bạn. 121 trở lên là nó không có. Sorry các bạn, cái thông tin đó là mình đưa sai. Đó, 121 trở lên là không có nha. Nhưng mà có một cái đặc điểm các bạn để ý nè. Tầng 121 này các bạn đếm nha, bao nhiêu món nha. 4 8 12 nè. 1 2 3 4 5 6. Đó. 6 lần 4 là 24. Đúng không? Thêm 2 món nữa là có 26 món à. Đó. Các bạn nhìn đi. Nè, 1 2 3 4 5 6 6 4 24, nó có 26 món rồi. Nhưng mà từ tầng 120 nè. Các bạn nhìn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 là 44 món. Nó thêm 2 món này nữa là 46 món. Có nghĩa là tỷ lệ phần trăm ra là như nhau, nhưng nó quá nhiều món nên cái tỷ lệ nó ra được cái món các bạn nó chua lắm. Nên là từ bắt đầu người ta kiếm đồ mà những kiếm đồ trong tầng 121 trở lên thì nó tương đối dễ dàng hơn. Nó chỉ ở đây thôi các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 6, 4, 5, 4, 26 món à. Mà rất là nhiều món các bạn cần. Ví dụ như là nỏ cung băng, nỏ lửa, khúc giao hưởng, nón này, vương niệm, áo thành lũy. Nói chung là rất là nhiều món các bạn cần. Nên các bạn dễ kiếm đồ hơn từ tầng 121 trở lên. Và cái tầng nó cũng cao nữa. Tầng 121 trở lên là như nhau. Nên lực chiến các bạn tăng lên á, thì bạn đi tầng cao hơn. Còn những cái tầng này má ơi, kiếm đồ chua lắm. Ok, mình giải thích về cái độ chua nó thôi. Thì bây giờ ví dụ như cái nguyên tố lửa mà các bạn đè cái tầng 120 này đi nha, lại nó ra mà đánh tầng cao nữa là chết ngắt. Đánh đến tết Congo luôn các bạn. Thầy, ví dụ như các bạn kiếm cái nguyên tố lửa, tại vì mình chỉ ví dụ cái nguyên tố lửa thôi, thì các bạn đừng có đánh tầng cao. Mình chỉ các bạn luôn, các bạn xuống cái tầng 50 á. Nè, đây, bạn xuống cái tầng
cái gì vậy? Ví dụ như, tại sao mà nói tầng 50 nha? Đây, các bạn nhìn nè, 40 nó không có, 41 hình như nó có nè, 41 nó có đúng không? Đó, sao không đánh tầng 41? Không, đánh tầng cao lên có dễ hơn chứ. Ví dụ như các bạn so sánh nè, cái tầng 41 nó có nguyên tố lửa đúng không? Nó có mấy, nó nhưng mà có bao nhiêu món? 1, 2, nó có 3 tầng thôi, nó có 3 tầng đồ, nó chỉ có 12 món à. Nó mà ra cái thôi rất là dễ ra cái món bạn muốn, nhưng mà đánh tầng này làm chi? Càng đánh tầng 50, tầng 50 nó cao hơn các bạn. Tại vì lên tầng 51 nó không còn nữa nha. Đó, ok, mình đánh tầng 50. 50 nó vẫn có dòng nguyên tố mà nó chỉ có 12 món thôi. Thì có những cái, tức là từ cái nguyên tố lửa này các bạn có thể suy luận ra được những cái món khác ở những cái tầng khác. Ví dụ như nguyên tố lửa này các bạn đánh, các bạn có thể kiếm được cái áo thành lũy luôn. Nó không cần phải chính xác là các bạn kiếm cái gì, nhưng mà mình nói là cái mẹo mình đi thôi. Ở đây nó có 12 món à. Nên các bạn rất là dễ kiếm được cái dòng nguyên tố và cái áo thành lũy nếu nó có ra đồ truyền thuyết. Còn tất nhiên tầng thấp, phần trăm thấp khó ra hơn, chấp nhận. Nhưng mà các bạn leo lên tầng cao nó quá chạy món luôn. Tôi farm chừng nào mới ra được cái nguyên tố lửa, má chua như chó thiệt thời luôn. Nên là thường kiếm cái nguyên tố, cái dòng nguyên tố thì thường kiếm ở tầng 50. Thì còn món thứ hai nữa, rồi ok nha các bạn. Còn tại sao thương nói vậy thì chút nữa mình sẽ giải thích luôn. Ví dụ như trong cái dòng xoay mình có cái cây khúc giao hưởng. Khúc giao hưởng này là mình farm ra nha các bạn, farm lên cánh luôn á. Nó có ghi, nó có vậy nè. Ok, thì mình sẽ farm, hình như là mình nhớ là ở tầng bao nhiêu ta, ở cái tầng 60 hay sao á, nếu mình nhớ không lầm. Tại vì tầng cao, những cái tầng mà 91 trở lên đồ này nó nhiều đồ lắm, nó ra chua lắm. Mình nhớ là bữa đó mình farm ở tầng 60 thì phải. À đúng rồi, tầng 60, 1, 2. Nè các bạn nhìn nè, có 10 món à. Nên khả năng mà nó ra, còn lên tầng 61 nha, nó cũng có cây khúc giao hưởng nhưng mà nó quá trời luôn. Bạn thấy không, nè nè, nó khác biệt liền nha. Nè, nhưng mà tầng 60 á, nó chỉ có 10 món thôi. Nè, hết rồi. Nên các bạn mà chịu khó đi hoang vực và cạn kiếm á, thật ra cái khúc giao hưởng này lại là thứ dễ kiếm. Mà cái dòng này á, cái dòng 60 này á, nó hay hơn chỗ á, là nó ra được cái nhẫn khích lệ nè, ra được mấy cái nhẫn nguyên tố là dạng như là nguyên thiêu đốt nè, giảm tốc nè, chúng độc nè. Đó, thì các bạn cần thì các bạn lấy thôi. Thì riêng cái khúc giao hưởng thì mình farm ở tầng 60. Ok, rút gọn lại là đó là những cái mẹo để kiếm những cái món đồ đặc biệt. Không phải là mình nói là tầng 60 để cái kiếm cái khúc giao hưởng nha. Mình nhắc lại, nhưng chẳng qua cái tầng 60 này nó có 10 món thôi. 59 nó cũng vậy, nhưng tại sao không đi 60? 60 nó cũng vậy nhưng mà nó cao hơn chút xíu, thì cái phần trăm này nè các bạn, nó dễ ra hơn. Thì đó là cái cách mình đã kiếm được rất là nhiều những cái món để phù hợp với set đồ của mình. Và mình cũng xin nói luôn, đây là thứ chua nhất mà mình farm được, chứ không phải là cây khúc giao hưởng. Thật sự luôn, cái dòng này mình farm không mất hơn 3 tuần lễ. Hơn 3 tuần lễ các bạn mới full được cái cánh này, mình thề. Còn những cái dễ nhất là như là khi mà các bạn đi hoang vực nhiều thì bạn sẽ thấy nè, hai cái thứ này nè. Một, thí phá và cái nhận khích lệ này. Thí phá đứng đầu nha, xong mới đến nhận khích lệ nè. Tại nhận khích lệ này cái cháp nào không xài. Còn cái nhận nguyên tố này thì nó nhiều quá, nó nhiều thiêu đốt này, chúng đập này nọ, thì có những cái mình sẽ không luôn hợp với người này, hợp không hợp với người này, không hợp với người kia các bạn. Nên là thí phá ai không xài thì mình cảm giác là thí phá nó ra nhiều nhất. Dầm đến nhẫn đó, cái chua nhất là cái chua tệ nguyên tố lửa này. Má cái ngày mà mình rèn cái này lên cánh, má mình mừng, trời ơi, má là cái ngày mà mình full luôn á. Cái món này là chua nhất nè. Nên nó thời điểm đầu khi mà đồ nó thiếu nhiều á thì các bạn farm đồ các bạn thấy dễ lắm, bởi vì nó ở tầng đó nó không ra cái này thì nó ra cái kia. À, ví dụ đi như mình, các bạn đi, các bạn kiếm tầng 121 đi, hay là kiếm như mình đi tầng, tại vì mới vô thì ai đâu có ai được chiến cao như vậy, thì mình lấy cái móc ra tầng 91 đi, ai cũng có thể đi được ở phần nào. Các bạn không lấy cái khúc giao hưởng thì các bạn lấy cung băng, nỏ lửa, nón nguyệt quế, vương niệm tích mệnh, áo thành lũy, dạy khúc xạ, nhẫn khích lệ, nhẫn nguyên tố đó, rồi dòng nguyên tố,
này này, thì cái tầng 91 nó tương đối đủ đầy những cái món mà các bạn sẽ cần, nhưng phần trăm nó hơi thấp, đúng không? Nên thường thường à, ta sẽ kéo lên cao, kéo lên cao đó, bằng 121 trở lên là cái bốc. Thì mình cũng chia sẻ thật luôn với các bạn, các bạn cần hiểu một cái điều rất là cơ bản nè. Có những người đi, người ta nói như mình mới nãy đi, các bạn thấy không, có 4-5 lần gì đó ra được cái áo thành lũy, nhưng mà mình không lấy. Tại sao? Cũng có người đi 4-5 lần nó ra, có người đi mười mấy lần nó không ra, mà thậm chí có người đi mới có đi có quét hàng vật có một lần là nó ra luôn. Và mình xin nói luôn là cái game này nó có một cái vòng lặp chắc chắn luôn, chứ không có cái gì gọi là hên xui trong đây đó. Mình đi quá nhiều rồi các bạn, mình dám cam đoan là từ hồi sạc bơ mở ra đến giờ một ngày mình đi không dưới vài trăm lần hoang vật. Còn những cái ngày có thể là mình bận quá mình không đi, đó là mình chia sẻ, mình nói thật luôn, mình đi rất rất là nhiều. Thì khi mà các bạn đi á, các bạn đừng có nghĩ rằng nó không ra, chắc chắn nó sẽ ra, dám cam đoan luôn. Cái gì có trong hoang vật được là mình farm được hết. Đi nó không ra rồi, đi hoài nó cũng phải ra thôi các bạn. Thì có những cái vòng đó, các bạn hiểu, có những vòng mình đi vài chục lần, thậm chí đi vài tiếng nó không ra, nó không ra một món luôn các bạn. Mặc dù vẫn là cái lượt quét như vậy, vẫn là 15 lần ví dụ đây, nhưng mà các bạn đi có, thí dụ như vậy nè, mình lấy ví dụ như cái ạc mình luôn, thí dụ như vẫn là 15 lần nhưng mà mình đi vài tiếng hồ nó không ra, các bạn tin không? Có, nhưng có khi một tiếng đi ra 2-3 món. Bình thường cái tool nó như vậy thì nó phải qua cái tool đó rồi nó đến như vậy, nó là một cái vòng lặp thôi các bạn. Rồi đó là về cái vòng ra đồ. Nên các bạn đi đôi khi 4-5 lần ra, má hôm nay hên quá hôm nay ra, cái bữa sau đi cũng 4-5 lần ra, ô má hên quá hôm nay ra, cái bữa sau đi đi hoài không ra. Phải có những cái bữa không ra đó thì mới có những cái bữa ra, chứ không phải lúc nào nó cũng ra đâu. Cái đó là mình nói thiệt, vòng nó như vậy rồi, không có tránh được các bạn, bắt buộc phải đi luôn, không có né được. Thầy đây là cái có khi nó không có đồ truyền thuyết trong những lần các bạn đi, nhưng mà mình nói thiệt là đi cái hoang vật này, các bạn đã chấp nhận các bạn ít tốn đá hơn thì các bạn phải tốn công nhiều hơn, đó là cái chuyện đương nhiên rồi các bạn. Không như là nó phải có một cái trạng thái cân bằng gì đó, chứ làm gì có cái chuyện mà ít hao rẻ tiền mau lành bệnh mà đổ sang cao nữa. Ít tốn đá thì phải tốn nhiều công, đơn giản vậy thôi đó. Thì chỉ có một cái bí quyết mà mình thật sự là mình muốn nói với các bạn là lấy cái số lần đi, nghĩa là số lần đi các bạn cứ đi nhiều vào, rồi đồ gì các bạn muốn nó cũng có hết. Nhưng mà thực sự là có những bạn lại không có nhiều thời gian, cái đó thì thua rồi, cái đó phải chấp nhận thôi chứ còn nói gì. Nói chung là đi nhiều nó ra hết các bạn, đừng có nói hên xui gì ở đây, mình nói không có một khái niệm hên xui đâu. Các bạn đi nhiều quá là bạn tự có cái phép tính của các bạn đó. Nhưng mà có cái gì, thí dụ như cái cây vũ khí đi, mình ví dụ mình đi ở tầng 60 đúng không, tại vì khi mà mình farm gần đủ đồ thì có hai món cuối cùng là cây khúc giao hưởng với cái nguyên tố lửa, nó không ra, mình đi tầng cao mà không có ra, mình phải buộc phải farm ở những cái tầng đặc biệt. Thì bạn một đống đồ các bạn đi thì có những cái món nó lên cánh trước, có những món lên cánh sau, thì hai món lên cánh sau thì bắt buộc nó phải rớt lại thôi các bạn, chuyện đó đương nhiên rồi, làm sao nó lên đều với các bạn mà lên tất cả các cánh được. Ý ok, mình cứ bỏ vào mình đi chơi luôn các bạn, đi kiếm đi. Thì khi mà các bạn ra được cái vũ khí thì các bạn cảm giác đù nó chừng nào nó mới quay lại cái tool rớt vũ khí đó, đúng không? Nếu mà nói như mình không, các bạn cái giọng nó có 10 cây à, nó chỉ có vũ khí và nhẫn, đúng không? Dễ ra lắm. Đi các bạn, nếu mà các bạn xuyên đi, mà các bạn xuyên đi liên tục, nó về lại cái tool vũ khí rất là nhanh luôn, vì nó có 10 món thôi, chứ nó không phải là 20 mấy món hoặc là 46 món như những cái tầng kia đâu. Nên cái việc mà nó trở lại cái cây vũ khí đó rất nhanh. Nên là tại sao có những cái tầng đặc biệt mình nói là buộc có những món đặc biệt mình buộc phải farm ở những cái tầng đó thì nó mới có. Đó là mình cũng chia sẻ luôn. Đi ba chào nữa rồi. Ok. Nè, nào ra đây, tại nó bị si ba chào các bạn.
Thì tại sao mình có những lựa những cái tầng như vậy không? Bởi vì nó ít món lắm, nhưng mà phần trăm nó ít, nó chỉ 4,5 thôi. Thì các bạn buộc phải đi sao? Đi nhiều lần, đi nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì khi mà các bạn gần full cánh mà thì các bạn cỡ nào các bạn cũng chơi à. Cái khúc giao hưởng nó mạnh vãi đái mà, thì các bạn cứ đi thôi. Rồi tuôn tiếc gì nhiều khi mình mới rơi cái ủng khúc xạ, mình đi mà qua mỏ khác cái nhiều khi nó quay lại ủng khúc xạ luôn sao. Thế có bữa mình đi được 3 cây khúc giao hưởng trong một ngày luôn, nghĩa là trong buổi chiều đó mình giới thiệu bạn mình đó, trời mới mới đi ra, sắp đi ra nữa, sắp đi ra nữa, bình thường không nói trước được gì các bạn ơi, chỉ có nói là ừ có những cái tầng bạn nên đi à, phải vì nó có 10 món chứ đừng đè tầng 4-6 món đi chua lắm thiệt. Nhưng mà khúc mà chưa có đồ đó, nên đi những cái tầng cao mà nó nhiều món đó, bởi vì nó không ra cái này thì nó ra cái kia, các bạn đừng có cắm nhiều quá. Ông bạn mình có cái ông rất là tiếu lâm, ông thích áo thành lũy kia, rớt áo thành lũy hãy lấy, tôi tại mày mày tự đi đi, thà mày nói cái set đồ mày vậy vậy á, món nào mà tao dùng thì mày lấy cho tao là được, đâu nhất thiết phải là lấy cụ thể một món nào, kêu mà đi hoang vực lấy cụ thể một món nào đó thôi, lạy đủ mày. Ủa tao kiếm cái khúc giao hưởng với cái nguyên tố lửa thôi là muốn điên cái đầu rồi, làm gì có cái chuyện mà cắm đầu cắm cổ chỉ lấy một món đó, nó không có đồ thôi các bạn đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình đúc kết lại trong cái quá trình mà mình đi hoang vật. Thì các bạn chú ý là đầu tiên là các bạn cần xác định được các bạn kiếm cái gì đó, 91 dưới 91 hoặc là 91 đến 120 và từ 121 trở lên, tầng càng cao thì tỷ lệ rớt nó càng nhiều, càng nhiều nhiều càng cao thì nó dễ rớt hơn cho các bạn, nên là lý do tại sao mà mình khuyến khích các bạn nên đi tầng cao nhất có thể, tầng cao nhất có thể nha các bạn. À, ví dụ như nguyên tố, những cái vòng nguyên tố thì nên đi ở cái tầng 50. À, những cái cây vũ khí đặc biệt bỏ để bỏ vào vòng xoay, ví dụ như khúc giao hưởng này nè, thì mình nên đi ở cái tầng 60. Thì đó là những cái mẹo mà các mình có thể nói thêm cho các bạn thôi. Còn các bạn xác định mà các bạn muốn đi ở những tầng cao để bạn kiếm nhiều đồ, nó khúc giao hưởng mà, ủa tại sao phải bắt tôi đi tầng 60? Đó, à, mình cũng chả nói được, nên là mình tại vì mình kiếm cái khúc giao hưởng cuối cùng, cái đó là mình nói thiệt, nên là mình khi mà còn có 1-2 món á, khi mà còn có 1-2 món trong người thôi á, là để full cánh á, mà bắt buộc phải farm luôn á, thì bạn nên kiếm cái tầng nào rớt cái đó cho nó phù hợp như cái cách mà mình chỉ các bạn ở cái tầng 50 và 60. Thì đó là những cái vấn đề cơ bản nhất để mà các bạn có thể kiếm được những cái món đồ mà mình thích, bởi vì mình cũng mẹo lắm thiệt sự luôn. Bạn nhìn xét mình chơi xét phong trì chú đóng là các bạn biết chơi kiểu hệ nhà nghèo nè, nãy rớt áo thành lũy mà mình có lấy đâu, tháng sau mình mua rồi nè, mình 2 cái này nè, mình đâu có lấy đâu, lấy làm gì, mình chơi full đồ truyền thuyết luôn các bạn, tất nhiên là 2 món này là vinh dự rồi, không nói rồi đó. Thì phong trì chú đóng thì mình tối ưu hóa cái vòng trang bị của mình trong đây thì nó sẽ ok nhất. Đó, mình sẽ tận dụng được những option đặc biệt của những cái món đồ truyền thuyết hơn, thì trận chiến mình sẽ nó sẽ ấy hơn. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn các bạn nào muốn mình làm về điện thoại các bạn cứ comment thôi, mình sẽ làm một clip cũng bút hàng vật cũng kiếm đồ hàng vật nhưng mà bằng điện thoại để các bạn hiểu được cái cơ cấu làm trên iOS nó làm sao, chứ còn về cơ bản nội dung cách làm á như là thông tin thì nó cũng sẽ như cái clip này mình đã chia sẻ với các bạn thôi, không khác nhau gì bao nhiêu hết á, chẳng qua là cái trên điện thoại còn cái trên giả lập thôi nha. Tại vì trên điện thoại thì các bạn cần thêm một bước nữa là bạn thoát hẳn cái game nó luôn, nghĩa là tắt rồi là đóng ứng dụng hoàn toàn á, và bắt đầu là nó hỏi các bạn hủy hay là tiếp tục, thì các bạn lúc đó tùy, có đồ thì các bạn tiếp tục, không có đồ thì các bạn hủy được, các bạn đi tool mới. Thì đó đó là tất cả những cái gọi là những cái gì mình biết, nói kinh nghiệm thì nghe ghê quá, những cái gì mình biết về hoang vật. Cũng chúc các bạn là sẽ sớm có cánh full cánh như mình rồi vậy đó. Thì các bạn không mua gói ngày thì các bạn cứ đi từ từ thôi, các bạn nhận những cái đá hoang vật á, bạn cứ đi 5 lần các bạn kiếm đồ truyền thuyết như cách mình á. Nhưng mà mình nói nha, chua lắm, nếu đã xác định không có thời gian á, lâu lâu vô đi 1 lần á thì nó cũng chả hiệu quả đâu, sợ luôn, cái này là chỉ có đi miệt mài luôn, đi chết bỏ luôn, nghĩa là ngày phải bỏ vài tiếng hồ để đi hoang vật á. Thì các bạn mà ngay mà mình nói thiệt luôn, ngày xưa cũng cũng xem vậy à, chả dễ dàng gì đâu. Thì đó là cái cách mà mình kiếm đồ hoang vật
Đó, các bạn nào thấy hay thì cho mình một like, một comment, một cái chia sẻ để có thể là mình chia sẻ tiếp các bạn những cái kinh nghiệm tiếp theo. Tại mình thấy cái hoang vật này rất là nhiều người hỏi các bạn, à, cái kinh nghiệm của mình đó, cái những cái trải nghiệm của mình đó, thì thấy cũng phù hợp với khá nhiều người, khá nhiều anh em bình dân chơi game, mình kiếm đồ truyền thuyết mình chơi, mình lên cánh nó cũng ok đó. Thì clip này hôm nay đây là hết rồi, rất là mong những cái comment, những cái chia sẻ của các bạn đến với Thương, thì rất mong là sẽ có những cái clip hay hơn, vui hơn để mà giới thiệu đến các bạn. Cái clip này thì nó hơi khô thiệt, chủ yếu là truyền đạt thôi, chia sẻ với bạn thôi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.